Nói gì đó? Sao nói gì đó? Sao ơi? Con nói gì đó? Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đây bạn Sói xin phát biểu ý kiến. Vô. Bạn có ý kiến gì về tình hình biến đổi môi trường? Biến đổi khí hậu? Nói chung là cũng rất là nóng. Nói đi con. Sao sao? Tình hình sao con? Mặc quần có nóng không? Vì thời tiết biến đổi quá nhanh cho nên tôi nhất quyết định là sẽ không mặc quần kể từ ngày hôm nay. Và mẹ sẽ là người chịu trách nhiệm dọn hậu quả của tôi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Hả? Sao? Sao không chịu ngủ? Trời ơi. Trời ơi, lần quần biết rồi nó chứ xong vô tưởng ngủ chứ. Sao? Sao? Bạn muốn sao? Bạn có muốn đi tắm không? Bạn kia, bạn đi tắm không? À, quyết định giữ im lặng. Quay phim mà mỗi lần quay hắn lẫn nhìn mày, nhìn rất là chăm chú. Phát biểu đi con, nói vài lời đi. Rồi đúng rồi, vấn đề nữa là đứa đó đúng không? Rồi sao nữa? Sao nữa? Chắc là excited đúng không? Tiếp tiếp sao nữa? Sao con? Suy nghĩ ghê lắm hả con hả? Làm con đau đầu lắm hả? Đúng không? Đau đầu nhức óc lắm hả? Tóm lại là cái biến đổi môi trường nó có ảnh hưởng như thế nào đến anh dạy anh Sói? Anh phát biểu đi chứ. Anh đừng có giữ thái độ trung lập như vậy. Anh phát biểu đi. Tóm lại là như thế nào? Lũ lụt nhiều quá anh không đi bắt cá được đúng không? Ô, anh Sói. Đúng không? Anh không đi săn mồi được đúng không? Nói chung là anh rất là bực mình đúng không? Rồi răng nữa. Dịch lại đuối luôn. Ba có quay con thì ba có quay con đẹp không đó? Không đẹp là không có cho bóp lên nữa nó nghe. Đẹp đó nghe. Đó. Rồi phải quay hết vô, quay tăng cảnh vô. Quay đó, quay nhíu mày nhíu mặt vô nữa. Rồi. Quay lại đi. Action. Chị nói nhiều quá đi. Nói nhiều quá đi. Mẹ dịch cho con. Dịch ra mẹ bớt đi. Được không? Đồng ý. Đồng ý không? Give me five. Give me five. Give me five. Give me five. Yeah. Yêu vậy, yêu vậy. Yeah.
Anh đang suy nghĩ. Ừ. Chồng là anh cũng nhức đầu lắm đó. Đâu phải đùa đâu, đúng không? Là không ngủ đi. Tại sao chưa ngủ? Tại sao chưa ngủ? Ừ. Ừ. Tôi tưởng là tôi vô là tôi thấy ngủ là tôi khỏe biết bao nhiêu. Vẫn y chang đứa đó. Như mà ai chịu cho nổi ý. Ai mà cả ngày ngồi chơi với con được. Ừ. Bye bye. Mẹ đi nghe, bye bye. Bye bye. Bạn đừng khóc nhé. Bạn ở nhà vui nhé, chơi với ba vui nhé. Mẹ đi nhé, bye bye. 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 Kiếm một con sạch rồi nè. Giống đại sứ thương hiệu của cái gì của US Baby. Con nè, tám mình nằm lăn ra đây.